Hello cả nhà, thời gian đến đây thì có rất nhiều các chị em có inbox hỏi Vin là làm thế nào để có một cái làn da luôn căng bóng và sạch mụn. Thì thực ra là trước đây mình cũng là một người có một cái làn da rất nhất là nhạy cảm, đặc biệt là khi thức khuya hay là stress thì da thường xuyên bị nổi mụn, và khi mà sử dụng mỹ phẩm hay sử dụng những cái nguồn nước lã ấy, thì da thường xuyên bị những cái mụn ngứa. Nhưng mà từ khi có em serum enzyme 9 trong 1 của nhà Osara thì mình hoàn toàn được bảo vệ khỏi cái tình trạng đó, và lúc nào làn da cũng căng bóng và mịn màng. Thì nhìn em nó có vẻ bé nhỏ như thế này thôi nhưng lại có võ cả nhà ạ. Chỉ với một bước sử dụng hàng ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ mà chúng ta có thể loại được hết tất cả những loại mụn, như là loại mụn bọc, mụn mủ, mụn ẩn, mụn hỗn hợp hay là mụn nội tiết. Bây giờ mình sẽ test thử cái sản phẩm này lên da để mọi người có thể thấy sự lợi hại của em nó nhé. Thì đó, sau khi làm sạch da bằng sữa rửa mặt xong thì chúng ta sẽ dùng serum này lên 5 điểm trên da này, 5 điểm quan trọng trên da nhé. Đó, rồi chúng ta sẽ thoa đều theo hướng từ dưới lên trên. Thoa đều theo hướng từ dưới lên trên này để da căng hơn này, và tránh tình trạng da bị chảy xệ nha mọi người. Đó, sau khi chúng ta xoa đều rồi thì chúng ta sẽ vỗ nhẹ để cho serum thẩm thấu vào da. Sau đó chúng ta sẽ để khô từ 5 cho đến 7 phút là chúng ta sẽ có thể đi ngủ được nhá. Mọi người sẽ để serum ở trên da cho đến sáng ngày hôm sau. Khi thức dậy thì chúng ta sẽ làm sạch da với sữa rửa mặt. Chúng ta sẽ chỉ cần làm sạch da và sữa rửa mặt và không cần sử dụng thêm bất kỳ sản phẩm nào để trị mụn nha, bởi vì em siêu phẩm này của Osara có thể loại bỏ tất cả các loại mụn cho chúng ta này. Sản phẩm rất là dễ sử dụng đúng không cả nhà, và ngoài công dụng đặc trị mụn thì em serum 9 trong 1 của Osara còn có tác dụng là giúp da xe khít lỗ chân lông này, kiềm dầu và ngăn ngừa mụn tái phát, kháng viêm, giảm cái tình trạng sưng tấy cho da này, và hoàn toàn lành tính 100% sẽ không gây bất cứ cái hiện tượng như là sưng đỏ hay là da bị bong chóc trong suốt quá trình chúng ta sử dụng nhé. Và đặc biệt là em nó còn có cái công dụng là giúp da căng bóng mịn màng và đẩy lùi lão hóa cho da nữa. Và sản phẩm này còn phù hợp với những các chị em mà đang trong quá trình mang thai và cho con bú, hoàn toàn an toàn. Công ty cam kết bảo hành tới giọt cuối cùng, và nếu như khách hàng mà sử dụng sản phẩm sau 1 tuần mà không thể hiệu quả thì công ty sẽ hoàn tiền 100% lại cho chúng ta nha. Và cực kỳ an toàn, cực kỳ hiệu quả, và hiệu quả ngay sau lần đầu tiên sử dụng thôi, với chi phí cực rẻ cho một chai serum có thể sử dụng hẳn 1 tháng, đánh bay mụn, đánh bay tâm sau mụn và giúp chúng ta có một làn da căng bóng mịn màng thì quá là tuyệt vời phải không cả nhà. Thì bây giờ mọi người hãy nhanh tay để lại số điện thoại ở phần comment phía dưới để các chuyên viên tư vấn của Osara có thể tư vấn cho mọi người về cái sản phẩm đặc biệt này nhé. Và hy vọng là sau clip của em thì các chị em lại có thêm được một sự lựa chọn nữa trong việc chăm sóc da của chúng ta nha mọi người. Tạm biệt cả nhà.